Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mình Là Miền Tây. Hôm nay thì mình có mất, bây giờ thì mình không mặc. Nhớ. Đây dùng mít mượn bà. Mấy trái bà kinh già chưa? Này trái này. Trái này già. Lụm bỏ bao đi bỏ. Anh giờ giặt mặt trên cây không à? Chứ hay nào giặt mặt thấy bí. Ừ trời chưa mới tới muối bà nội giờ trời bí giặt. À. Sao đợt này lấy tấn cái gì? Thì tôi tấn rồi đó mà biết chú cắt như cắt luôn. Một dây gì đụng thế mở chặn ngay chứ. Sao mà buộc cái kia nút thì cái đó mới sao nó giật mà kéo ra nhỉ hiệu hay cắt đi đường này ngon. Cái mưa bự rồi. Theo ông nhà ông giặt ở đâu? Ai biết ông ơi. Tôi lựa mấy cái ai đây. Được rồi đó chú ý ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Gì? Nhẹ nhẹ không bơi xồm. Tới đây. À, chơi đó được không? Thế nó còn coi gì nữa, lụm mình đi. Điện nhẹ nhẹ chứ bị gì tôi ấy bà chứ. Để không đi. Đây. Vâng đó. Dành máu nữa rồi sáng giờ đi theo bây giờ có người dành máu nữa. Giờ mà vác đây lát nó út rải ly phê uống. Thôi út ly cà phê con vác cái này về mơi con nghỉ đi làm luôn á. Lấy cái cây lưỡi hái nó theo. Đó. Kìa đắng kìa. Rồi mấy trái đó đó, được không? Cho nó mậu cho anh, leo lên cho mậu cho anh. Leo đi chú ý. Thế nào cũng biết, cũng chỉ leo lên là cắt tới chứ không có coi nữa. Cảm ơn mình. Coi mà. Leo lên là cắt à. Cây mục đó. Cây mục đó nha. Mớ mặt. Lính. Anh đó. Nhánh lên nó khờ. Ừ. Leo lên cắt đợt này là sao khỏi cắt. Giá đang lên đó anh mời. Ừ. Rồi mua phê tao đãi cho ơi. Vậy cắt đi. Cứ vào đi hả? Ừ. Có 10 lo. Nó có phê uống. Cắt phê ngắt nha. Đâu có chết mừ đâu. Chết út con. Uống cà phê uống. Kìa chết đó kìa. Con, đeo rồi đó. Con muốn uống bia thì con làm cho út, con muốn cà phê con thay anh mừng. Cắt đi. Dạ. Cắt đi. Chơi đó, nó chú nằm cắt đi. Anh mừng kêu chứ phải coi chứ. Ừ. À, dạ, thoải mái. À, cũng như là như vậy nè. Bây giờ mình thử đi, đó, hồi đó mình cắt cũng gan gì nè. Đó. Bây giờ không được à, cái muối này vàng nè, đó bây giờ muối vàng mình cắt xuống, cái trắng thì mình bỏ trên cây luôn. Bỏ trên cây luôn. Ừ, cũng được, tính vậy cũng hay đó anh Mực. Im anh Mực. Bọn tính gì nghề cho con hay gì? Tính gì nghề đấy, học không?
Nè trái trên được không? Ờ trái dưới đó đi. Cắn này mấy mắt nè. Cái vừa vừa chú Út ơi, ông cho cây không đó. Chú đứng dòm luôn kìa. Ông chết đứng kìa, không phải xào. Đi cái này đi chống xào luôn đó. Thôi, cắn không buồn á, đeo vô một cái rồi. Tiếng vàng. Ừ. Tiếng vàng quá trời tiếng vàng. Trên này cắt đi. Tiếng vàng này là dùng mới tốt đó chứ. Ừ. Cắt đi chú ơi, cắt đi. Ừ, nó đeo quá lắm. Coi đi chú Năm. Bụi vàng này kia đó. Coi đi. Coi dưới chân nè. Hay đó. Trái dưới chân vàng. Cắt đi. Lấy giùm em rồi nó. Này thì để cầm cây cho. Có gì xử đẹp không? Nói mày hơi già hết trơn. Coi đó gì thôi lúc rồi còn nhỏ tao qua cắt bỏ đi. Để. Đó nó trái tốt. Cắt trái nữa đi chú Nam già đó. Không anh ơi, yếu lắm, yêu. Trắng. Cắt như 4 một trái không? Ừ. Cắt đi cho ra một. Ra một nữa đó. Đây nó dèo dái còn lên nữa đó anh mừng ơi. Thì cắt đi. Dạ không cắt rồi. Không khỏi lo. Màu trắng trắng này sao lấy, phải màu vàng muối được. Nè cái này là cắt chút xíu. Nè. Nó là 20 gì đó, đếm lại nha. Nè hai trái này coi được cắt đi tiếng sao bữa đó đâu kiếm bữa nay kiếm quá ta. Ừ. Tuồng mà tôi lấy sườn vớt lần lần đó. Ừ, sườn vớt đi ông sợ mất không yếu luôn. Ừ, trái đó đó. Trên đó được không? Cái này chụp được thì chụp cũng được thôi. Giật cho Đức Ngọc á, giật cho Đức Ngọc cái hướng nào muốn Ngọc ơi giật. Giật sao? Giật xuống. Còn mở cái tay thêm miếng rồi còn dính được thôi. Giật bên kia. Đất đó mít giật nhiều lắm đó, còn mít giật nhiều lắm đó. Trên cao không hả? Ừ. Ừ, vậy là mít đã tới giật là nhiều lắm rồi đó. Nè chú ơi. Nè. Mấy trái này. Hai này nè. Dưới này nè. Khát nước hả? Nãy ra đem ra nước đâu. Nè em làm gì bả nè? Điện bệnh á. Nè mấy trái này nè. Cây này không thúi hết hai trái. Thúi nè. Ừ, nó thúi liền. Nè trái này được không? Chưa. Trái này nó. Nó tới chùm đó đó. Vô cái đoạn xúc mít chụp luôn đi. Ba trái vừa hết luôn đi. Hai trái. Hai cái nãy hả? Anh á. Giật cho ngọt. Coi bái được rồi. Mua hoặc. Coi. Đừng có giật. Nè. Trái nữa không? Giật trái nữa không? Khoan để coi ý kiến coi trái này làm sao.
cũng được. Cái đó luôn không? Chưa. Kìa cái đó kìa. Trứng vàng. Cây này nó mục luôn rồi nè. Ừ. Sao bữa nay trứng vàng dữ ta? Tại chắc chặt. Trứng vàng ở bên này ít sâu mà. Trứng vàng thì ít sâu được thân. Trái trái đó nữa kìa, được không? Trái đó đó. Ừ. Trong đám chắc được trái bự đó. Này nè, này nè, ừ này nè. Mít coi già đó. Mít chợ cứ về cắt đi. Trái già. Nè coi chú Nam, cắt được không? Trời kỳ xuống nhỏ. Già đó. Đây nè, bên đây nè. Bỏ đi, tôi xách cho. Đây trái này được không, tôi giật luôn cho. Trái này được luôn nữa, coi nữa. Trái này già rồi. Nè cắt thử ơi. Trái này thì nó già đó, không biết có xe đen hay không thì không biết. Im. Im. Im là im à. Có đâu. Thì cắt đi. Giao nó tên nào? Không. Có không? Có không? Thử đâu. Nè. Ừ thì cứ vậy cắt đi chứ. Nó nè. Ừ, vậy tao chịu chứ nãy. Đã có hiện tượng là nó một chút xíu thôi là nó là xuống càng nhiều là nó càng nhiều. Nó bị sừng luôn. Ờ. Rồi mấy trái chảnh kìa. Ừ. Chờ đó đó. Cái này không mấy gì đó hả? Nè, cái này không khỏi xuống nữa nè. Bữa nè. Ừ. Cái này xuống thôi. Thôi không? Cắt về xui. Đó không lấy xuống đó đi, cắt gì chứ sao? Trời ơi, ta lòi ơi. Cắt hết luôn vậy, Út là không kêu hết là thảy qua. Chú nào là phải thảy qua chỗ đó. Chơi đó được không? Nói vậy không kìa. Cải. Bao thẳng luôn đi, kệ trái nó nữa là bao đi. Trái dưới luôn nè. Trái mình cắt hết luôn. Không lột bao, phải cắt để dặn nữa. Cái này khó lắm. Còn không nữa không? Mình coi đi. Em dặn nó rồi không? Trời ơi trời. Yêu mà. Con trai. Cái trái nãy giống trái này nè. Mà trái này ta đỏ nè. Thấy không? Mà trái nãy thấy không? Rõ ràng. Không biết chịu. Bảy. Nó tụng xuống nha. Yếu. Không yếu, không yếu. Đúng rồi. Không yếu, bảo đảm chưa được. Trái này không yếu. Không có yếu. Trái này nè, này được. Chỉ phải không, chỉ là cắt à. Ừ. Bất quá trắng thôi cái gì. Ừ. Trái này làm gì trắng được, trắng. Còn ở trên đọt đó nha chú Nam. Chung chảo quá vậy.
sát chủ đó người ơi, cái đó cụ bả nào của ông. Quá cắt. Ê, cắt bây giờ đâu còn dòm đâu, chủ kêu cắt là cắt đó, đâu có cần dòm quá sức, còn nhận mất con dòm mà xứng đáng chặt. Mà lại nó không có vụ tình trạng mà cái gì mà tầng ong tầng bọng người không có thấy, không có luôn đó. Có sữa đen không? Không luôn nữa. Chồng sao thấy thì chợ giờ nó bị mỏi mắt chưa bố? Hết rồi. Con sung đó hả? Hết rồi. Cái này nó đứt luôn. Hoa trời mẹ. Nhất không trời. Này xe đúng không? Ừ. Xe lấy qua đây. Ừ. Rồi cái đít sâu luôn rồi, đúng lỗ cho bá luôn rồi kìa, không luôn. Nhìn ngậu chứ giật xéo rồi. Châu hả em quay video giờ xéo bao có cái bao gì anh kê chứ. Đây bao hữu cơ đó. Ừ. Nước nào lạ ơi. Dạ được bố. Nước lạ chứ bây. Đây đây đây. Đây. Căn cũ chậm. Này đây sao để gì vậy? Chặt là bị kia rồi ơi. Cặn luôn hả vậy? Cặn luôn hả vậy? Còn mấy cái hảo rồi. Vậy nhiều hảo rồi sao rồi đấy? Hảo gọi đi căng. Đóng đèn lắc. Hảo gọi đi căng cái một. Hảo gọi căng. Để xuống đi. Ăn để sẵn đi. Rồi. Ôi trời ơi thôi mà. Đi đi, thiệt mày, căng mà. Được rồi. Chết chết đó. Trời. Cái gì? Lấy gì? Cái gì chú nào kêu? Ai chơi? Nhức đầu đi viên ra ngồi. Lọc đầu lấy thuốc này như vậy. Cái chợ lại bên đây nè. Đi chú đi xe. Nghĩ cái lồn sớm về còn nghĩ nữa. Đi rồi. Lại ơi. Mà kêu tao ngồi nghỉ sao ngồi nghỉ được mày. Cái này rất là nhỏ. Đi chú đi xe. Xe căng qua đây coi. Mà hứa nó vậy nè. Xe. Có tiêu đèn là chân lý. Mau. Nhanh lẹ phải không? Bởi vì cái gì được bật 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 bật. Xe được không? Xe. Xe được cái gì nhỏ. Xe đúng mít cho ba rồi ghê. Lát chút nó chạy luôn. Gì hả? Cái này có 6 ký ta 6 8. Cái đó là kêu là đủ ký lấy nhầy chứ không phải xê. Ừ. Đủ ký là lấy nhầy mà nó rớt. Rớt. Xê. Mười xê nhiều á. Nhất này nè. Rồi đó tiếp theo. Lấy xe nhỏ. Đấy, giơ con trái đây thì lấy nhiều. 37 chưa bị. Còn 32. Các bạn ơi, thì video cắt mít đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Hôm nay thì giá mít rất là sụt các bạn. Giá mít nhất thì còn 30. Nhầy dưới hàng rất lớn thì còn được 20k. Còn hàng xe nhỏ thì 13. Chợ hôm nay còn chỉ 5k thôi các bạn. Thì mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video của mình xin cho mình một like và một nút đăng ký. Giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh sau.